Sao nhất quyết chỉ làm tay người yêu? Nhất định rồi. Thế có khi nếu mà đại chuyện mà đến chuyện thật thì có khi ông đấy cô dâu chú rể lại đóng vai phụ ấy. Wish I could say I was finally over you. Bây giờ Yến chọn gọi ai? Bây giờ Yến gọi cho ai được ạ? Đây. Vì là ai cũng muốn gọi. Thôi, gọi một người thôi, ai cũng muốn gọi. Gọi hết luôn hay gì? Ai cũng muốn gọi để hỏi thăm. mà thật sự nha, là nếu mà để em gọi là em không biết chung cái gì đâu á. Đây có. Nè, chỉ cho. Dễ lắm. Tôi là dạ. Có kịch bản rồi. Ô, bây giờ chọn gọi ai đi? Gọi Hậu đi. Hậu, gọi Hậu à? Mình nói ra là Hậu ơi, sau khi mà hết giãn cách, chị sẽ tổ chức đám cưới, em làm dâu phụ được không? Đó. Rồi coi Hậu trả lời sao. Hợp lý quá trời. Nhưng phải gài vô. Chị mời em là dâu phụ, chị sẽ quyết định là chị mời mũi trưởng long là rể phụ, em thấy như thế nào? Vô. Ok. Nhưng mà em yên tâm đi, trời bây giờ này đó mấy bạn nói anh tuyệt vời, trời anh thôi chơi hợp lý quá. Đúng rồi đó, anh nói ra cái yêu cầu mấy bạn đồng ý luôn, là mời chị Hậu sẽ làm là dâu phụ, rồi mũi trưởng long là rể phụ trong đám cưới của chị, em thấy làm sao, được không? Mà diễn sâu vô nha, nghĩa là phải điềm tĩnh vô, kiểu như là em ơi, chị đang cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay MV của chị lên sắp trên YouTube và chị quyết định là sau khi giãn cách chị sẽ lấy chồng em ạ. Đó, ví dụ như vậy. Rồi em nha. Rồi, vô. Ôi nhưng mà Hậu Hoàng đang không online. Thì bây giờ mình gọi điện thoại. Bắt máy chưa? Không trả lời luôn. Không phải, tức là bạn bạn không có đấy. À đó. Okay. Như là bạn đang bận. Gọi lại đi, gọi lại. Diễn sâu vô. Sợ quá, Dương phải mở loa ngoài ra, mở loa ngoài lên. Không trả lời chứ rồi, chắc là đang bận, bởi vì là đợt này là Hậu đang phải tập nhảy thi chương trình sàn đấu vũ đạo. Sàn đấu vũ đạo á. Dạ. Rất là bận. Gọi Long đi, chốt lại. Gọi Long đi à. Long đang xem. Không, bây giờ mình giả bộ, giả bộ chị không biết gì đó. Giả bộ như là ý không biết. Mình tỉnh vô, mình diễn sâu vô, vẫn là kịch bản cũ nha. Mời đám cưới, Long sẽ là rể phụ, Hậu sẽ là dâu phụ. Coi như là mình không biết. Vô. Tức quá. Em nhận. Mấy bạn rủ anh vô hỏi ship thuyền hả? Trời ơi, thích mấy bạn ghê. Ủa em vừa đọc 10 rượu nhi cover bài hát với đồng chí Sơn là được. Quá nhiều comment luôn nhưng mà không được. Đúng là kệ, xem kệ, đồng ý với em á Mỹ Phụng. Gọi được chưa? Giờ mình để thử coi là được không nè. Không được thì mình chuyển qua nội dung khác nè. Chút nữa mình sẽ quay lại sau. Đây ok, gọi mũi trưởng long nhé. Alo. Alo mũi trưởng long à? Chị bảo này. Khi nào sắp dịch sang tháng gian cưới chị nhá. Sang tháng cưới luôn đấy hả? Sang tháng gian cưới chị mà với cả một nữa là chị muốn nhờ em làm. Không. Nhất trí thôi. Nhất trí kiểu ôi. Wow, xong xong. Thế này là đám cưới mình là hot. Đám cưới chị mình cơ mà. Ôi. Thế bây giờ đám cưới có bạn có bay ra luôn nào, bay ra nội nào. Nếu mà chị cưới luôn thì nhất định sẽ bay ra luôn. Bây giờ cưới luôn á? Hay là là nhất định sẽ bay ra. Wow. Nhớ nhá, nhớ lời hứa nhá. Nhưng mà chị muốn trong đám cưới chị Long lên hát bài. Được không? Được.
thảm họa lắm. Không thảm họa à, hát được. Hát hát đúng bài không, bài mình ra MV này. Bài này luôn nhá. Ừ. Chỉ có để bài nào khó được được nữa không? Wow, trời cái này chưa, chưa khó nhằn với em ngọc. Nhưng mà ấy, làm gì phụ mà hậu cũng làm dâu phụ luôn được không? Chuyện này em đâu có biết đâu. Ô, bây giờ là mọi người đẩy thuyền rất là nhiều thế rồi, ai cũng mong là Long với Hậu một đôi, mà bây giờ chả lẽ làm rể phụ mà lại để cho người khác làm dâu phụ à? Không được, chị cũng không đồng ý như thế. Đã có Long là phải có Hậu, Long là phải kết thúc có Hậu rồi đúng không? Chị giao được họ thì họ là một công cụ chứ còn chị giao em thì em làm được rồi. Tức là em làm rể phụ còn dâu phụ ai làm được? Sao? Dâu phụ thì chị giao ai thì chị tính toán chứ. Thôi nhưng mà là cặp đôi này là không thể thiếu đâu, là có Long là có Hậu rồi. Phải mà Long mà làm rể phụ còn Hậu làm dâu phụ thì chị mới cưới, còn nếu không thì không cưới. Thế là chị cũng muốn một kết thúc có học không? Đúng là trong một giới thì phải phải có Hậu và Long đấy thì chị mới cưới nha, còn không mà chị hoãn cưới đến khi nào mà hai đứa đồng ý thôi. Tại sao vậy? Nó đâu có liên quan đâu. Đâu có liên quan đâu. Liên quan chứ, trời ơi, thì bây giờ là cả cái MV ra thế, Long Hậu trong MV như thế, mà tại sao lại đi đám cưới của chị cũng không có mặt được, đúng không? Nhưng đám, nếu mà đám cưới thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là mong chờ hai bạn nắm tay nhau. Cô dâu chú rể nắm tay nhau thôi chứ. Ờ, thế bây giờ nắm tay nhau thì sao? Tình đồng chí cũng được mà. Hay để đi đâu em có người yêu rồi em đóng chưa? Ra nhất quyết chỉ nắm tay người yêu. Nhất định rồi. Thế thì bây giờ chị ấy phải bảo cư dân của hội đẩy thuyền là phải đẩy kịch liệt, đẩy kịch liệt để là Hậu và Long là một đôi. Và chắc chắn lúc đấy là trong đám cưới của chị sẽ được nhìn cảnh hai đứa nắm tay nhau. Thế có khi nếu mà đại chuyện mà đến chuyện thật thì có khi ông đấy cô dâu chú rể lại đóng vai phụ ấy. Đúng rồi, tôi phải nghĩ lại, không được, sao cái đám cưới của tôi nó lại ra là vai rổ đôi khác, không được. Thế là phải tính toán. Nhưng cũng cũng hợp hợp lý Long ạ, chị hợp lý, bởi vì là chị thấy là thôi thì mình làm nền cũng được đấy, bởi vì là rõ ràng cái đám cưới của Long mà Hậu là cả nước mong chờ đấy, chị làm phụ thôi cũng được. Nếu không mà chị hôm 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 đấy mà nếu như mà kiểu chị làm phụ thì coi như chị cưới hôm khác, ok. Hôm đấy sẽ chuyển thành đám cưới, là thật ra trong lễ thành hôn ngày hôm nay không phải là đám cưới của Dương Hoàng Yến mà thật sự cặp đôi đấy. Lúc đấy chị sẽ giới thiệu là cặp đôi nào, lúc đấy tất cả người vỡ òa, cả nước ăn mừng như ăn mừng bóng đá luôn, phải thì không? không phải chuyện gì mọi người mong rồi sẽ thành sự thật được đâu, Thì cũng phải có hy vọng thì mọi người đặt ngôi sao hy vọng thôi. chứ. Ok, giờ tất cả mọi đọc hy vọng rất nhiều, nhất là sau khi mà xem MV xong. Hay nè, nãy nãy giờ là đang có rất là nhiều người nghe điện thoại của em với chị đấy. Nãy giờ là chị trốn nó. Tôi đã bảo rằng như là hai bạn nhận đồng trong đám cưới của tôi thì tôi sẽ cưới, được chưa? Chuyện này thì chị liên hệ với Thảo thôi. Ừ, bởi vì nãy gọi họ cũng chưa được, Hậu bận. Ok. Rồi. Cảm ơn Long nhá, rồi nãy giờ chôn mà kiểu một tin được mình thịt rồi. Thế rồi. Không 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 biết nói gì rồi. Cũng không biết là phải tiếp cái câu chuyện như thế nào bây giờ. Trời ơi. Khoai quá, em phải chương trình khoai quá. Cứ thật luôn á. Chị còn trẻ mà. Không còn trẻ so với em đâu. Ok, tức là ý là chơi chị già. Chị già ok. Nhìn chị thì vẫn trẻ mà.
chị cũng trẻ nhưng mà tuổi chị rất già rồi đúng không? Đấy, trời ơi, nhanh lắm, mũi mũi trưởng biến nhanh lắm. Mình không thể nào lại mũi trưởng đâu mọi người ạ. Thật sự không. Nhất là vậy, Yến thì thôi thôi thôi. Thôi nhá, thôi thôi, chịu, đuối ý rồi nhá. Rất cảm ơn Long đã nghe điện thoại. Ok, đã rất là vui. Dạ, em chào chị nha. Bye bye, phải lắp nhắn nhá. Bye bye em. Ôi trời ơi, mọi người ơi, trời ơi, tay, trời ơi, có 1,010 mấy người làm chứng cho cái đoạn hội thoại vừa rồi của mũi trưởng Long khi mà nhắc về Hậu Hoàng cùng với lại Dương Hoàng Yến.